30 triệu năm trước, có một con quái vật lang thang. Chúng ta đang nói về một trong những loài động vật hung dữ nhất từng có trên trái đất. Đây là con quái thú lớn nhất sống ở Bắc Mỹ kể từ thời khủng long. Hãy nhìn vào kích thước của hộp sọ đó, quan sát tất cả những chiếc răng trong đó. Không có động vật giống như thế này ở bất kỳ đâu khác. Nhưng tính cách thực sự của sinh vật này đã gây trở ngại cho các nhà cổ sinh học giỏi nhất trên thế giới. Tương tự như gấu, chúng cũng có nét tương đồng với con linh cẩu. Không ai từng nghĩ về những con vật này trước đây, và không có động vật nào còn sống đến ngày nay để mà so sánh trực tiếp với Entelodon. The lifestyle of entelodonts has provided paleontologists with difficult questions. A new generation of scientists is looking at the entelodont to determine why this plant-eating animal. Lối sống của entelodont đã đem đến cho những nhà cổ sinh vật học những câu hỏi khó. Một thế hệ mới các nhà khoa học đang tìm kiếm ở entelodont để xác định tại sao động vật ăn thực vật này có răng giống như một động vật ăn thịt. Hàm của Entelodon gồm tổ chức của bốn loại răng khác nhau, răng nanh, răng cửa, răng hàm phía trước và răng hàm ở phía sau. Nhưng thật khó để tưởng tượng rằng các Entelodons sẽ phải cần đến răng nanh và răng cửa dày chết người như vậy chỉ để cạp vào cây. Sau đó, vào năm 1993, một phát hiện cho rằng Entelodons nhai nhiều rễ cây. Chúng tôi đã có một tập hợp các đốt sống ở đây và bạn có thể nhìn thấy các gai thần kinh là bằng chứng. Trong hơn 15 năm, vách đá ở vùng đất cằn cỗi phía nam Dakota đã cung cấp cho các nhà cổ sinh học vô số những hóa thạch từ động vật giúp chia sẻ thế giới của Entelodon. Và nó ở đằng kia, lần đầu tiên lộ diện sau 33 triệu năm. 30 triệu năm trước, nơi đây là một hồ chứa nước với đông đúc những con tê giác, lạc đà và ngựa. Vâng, chúng tôi tìm được một số xương sườn khớp nối. Các nhà khoa học cũng tìm thấy một trong những bộ sưu tập lớn nhất xương Entelodon trong lịch sử Bắc Mỹ. Nhiều đến nỗi mà họ gọi bờ bên đó là khu vực đào của lợn khổng lồ. Những thợ săn hóa thạch cũng tìm thấy những thứ ở thời tiền sử đương với dấu vân tay, vết răng của Entelodon trên tất cả xương của các loài động vật lớn nhất và nhanh nhất của thời đại đó. Chúng đại diện cho những vết sẹo cắn dọc theo rìa lưng của hộp sọ tê giác này. Vậy thì những gì có thể tạo ra những dấu vết này? Nếu chúng ta lấy một hộp sọ của Entelodon, chúng ta thấy rằng các răng tiền hàm có bản rộng. Do đó, khi chúng tôi đặt nó ở trên đỉnh, thì chúng khớp vào nhau khá đúng. Điều này cho thấy rằng động vật này có khả năng là ứng cử viên cho vết cắn qua đỉnh hộp sọ của con tê giác này. Việc đào xới đã trưng ra được bằng chứng quan trọng, đó là Entelodon không chỉ ăn thực vật, cho thấy rằng chúng ít giống lợn hiện đại và có vẻ giống động vật ăn thịt thời tiền sử đáng sợ hơn. Nếu bạn nhìn vào phía trước miệng của một Entelodon, nó có một vết cắn rất mạnh lồng vào nhau. Các răng khớp với nhau như thế. Chắp đỉnh của răng không chạm vào nhau, vì vậy nó không thực sự chuyên biệt cho việc ăn thực vật. Ngoài việc lồng vào nhau, gốc răng cửa đẩy nhẹ về phía trước cho Entelodon khả năng kẹp và quắp. Cái đó loài ăn thực vật không cần, nhưng loài ăn thịt phải có. Các răng cửa và răng nanh sẽ là hoàn toàn có thể dùng cắn xé một xác chết.
nhưng ăn thịt. Ở địa hình gồ ghề vùng Wyoming, các nhà khoa học đang tìm kiếm ngày càng nhiều hơn những mảnh xương có dấu vết của bộ hàm mạnh mẽ của Entelodon. Trên khắp các vùng đồng bằng rộng lớn, các nhà khoa học Bắc Mỹ đang lần theo dấu vết một con lợn thời tiền sử. Entelodon có răng, và đó là hàm răng của một loài ăn thịt hung dữ. Một thợ săn hóa thạch kỳ cựu tin rằng anh đã tìm được câu trả lời. Tôi nhìn nó như một kẻ săn mồi tấn công. Nó đứng hàng đầu trong dòng động vật ăn thịt như sư tử ngày nay ở châu Phi và cũng giống như T-Rex trong những năm cuối kỷ phấn trắng. Nhà cổ sinh vật học Ken Sindel có sự nể vị tuyệt đối cho sức mạnh giết chóc của sinh vật này. Trong lớp tạo thành sông trắng Wyoming, ông đã tìm được những gì ông nghĩ là bằng chứng cuối cùng của sức mạnh săn bắt của nó. 25 triệu năm trước, đây là một đồng bằng phẳng gần một con sông, nơi ngựa, lạc đà, tê giác tụ tập để uống nước. Những động vật ăn thịt hung dữ như Hyaenodon và mèo Saber cũng đã được phát hiện ra ở đây. Đây là một nơi hoàn hảo để phục kích và giết chết một con mồi lơ đãng bất cẩn. Vào năm 1998, tiến sĩ Sindel tìm thấy những bộ xương nham nhở sức sẹo của 7 con lạc đà nhỏ nằm lẫn lộn với nhau. Tất cả các xương đã bị cắn, và 6 con bị mất phần sọ phía sau của chúng. Trong lý thuyết, chúng có thể là nạn nhân của một vài kẻ săn mồi như Hyaenodon hoặc mèo Saber. Nhưng khi tiến sĩ Sindel khớp răng của kẻ ăn thịt nơi dòng sông trắng với những vết cắn trên xương của những con lạc đà, chỉ có một loài khớp với nó. Vết cắn đơn lẻ không chứng minh được những con lạc đà đã bị giết bởi một Entelodon. Nhưng nơi tìm thấy vết cắn có thể là một đầu mối. Trên những con lạc đà, tôi thấy chúng bị cắn ở mặt sau của hộp sọ và ở trên cùng của cổ. Con thú tiến đến bên cạnh con mồi đó và nó cố gắng gây một vết thương thông qua hộp sọ. Tiến sĩ Sindel tin rằng đây là dấu vết của một động vật ăn thịt thường giết chết con mồi trước khi nó ăn. Và hàng trăm dặm ở Ohio, có nhiều bằng chứng cho thấy Entelodon có thể đã săn bắt. Bằng chứng từ một hành trình khoa học chưa có ai từng thực hiện trước đây. Nhưng công nghệ sinh học kỳ lạ của Entelodon không truyền cảm hứng cho sự tự tin rằng nó có thể chạy và nhảy. Xương cơ thể của nó nhẹ so với hộp sọ khổng lồ. Nhưng trong thực tế, Entelodon dễ dàng nâng cái đầu rất lớn của chúng mà không cần phải sử dụng tổng lực cơ bắp phồng lên từ phía trên cùng của cuộc sống đến hai chân và từ sau đầu đến đuôi. Was cantilevered out in front of its body with these ligaments that ran from these spines down to the skull. It had full muscle all along either side here, and it had muscles coming from the sternum up to the jaw down here. Massive muscles. Cơ bắp lớn nâng cái đầu quá khổ của nó. But to bring down a camel. Nhưng để hạ gục một con lạc đà, nó cũng sẽ phải chạy nhanh. Và đó là khi cơ thể nhanh nhẹn và nhẹ của Entelodon có thể đã được tận dụng. Chỉ có một vấn đề, khi một động vật ăn thịt có thể bắt con mồi của nó dựa vào móng vuốt của nó để quặp lấy và đưa nó xuống. Chỉ được trang bị móng dẻ, không có cách nào để Entelodon có thể bắt một con lạc đà đang chạy trốn. Hay là có cách nào đó? Nó phải làm điều gì đó, bởi vì có bằng chứng thuyết phục rằng nhiều loài thú có vú lớn đã kết thúc cuộc đời thành một bữa ăn trưa của Entelodon. Vâng, có vẻ như có rất nhiều xương sắp ra cùng ở đây. Và ở đây chúng ta có một xương chân thực sự lớn.
Và chúng tôi đã tìm thấy bằng chứng cho thấy Enteleodon đã cắn tất cả các loại xương, bao gồm xương tê giác. Chúng đã cắn con lạc đà. Chúng tôi tìm thấy bằng chứng cho thấy chúng đã cắn vào xương dài của một con tê giác. Vâng, vết cắn mà chúng ta thấy là hai vết này. Đây sẽ là... Ken Sundell tin rằng sò lạc đà sông trắng đã tiết lộ làm thế nào một động vật ăn thịt móng trẻ bắt được con mồi của nó. Ken Sundell, anh chạy dấn lên, nó chạy lại bên cạnh con mồi khác và cố gắng để gây một vết thương thủng qua xương sọ hoặc vào gáy. Và sau đó, cái mõm dài di chuyển xung quanh. Chuyên gia về Enteleodon Scott Frost không đồng ý với kịch bản của Ken Sundell. Tôi nghi ngờ một con Enteleodon dùng răng của nó để bắt những con mồi khác. Nó có thể sử dụng số đông và khả năng tăng tốc để dồn con mồi đập cho nó chết. Một khi nó đã có con vật bị hạ gục, sau đó các răng có thể tham gia vào việc cắn xé, rồi đến hàm đè bẹp bất cứ thứ gì trong tầm cắn của nó, và nó có thể cắn con vật ở trên đầu. Enteleodon đã có tất cả các công cụ cần thiết để giết con mồi. Nhưng có nhiều thứ trong chuyện săn bắt hơn là chỉ giết chết. Với một động vật ăn thịt biết bay hàng đầu, phải có khả năng tìm kiếm và phục kích con mồi của nó. Để hiểu được phần này của tiến trình, khoa học cần một cửa hóa thạch để tiến vào thế giới của Enteleodon. Chúng ta có thể thấy những gì nếu chúng ta có thể theo bước chân 30 triệu năm tuổi của một Enteleodon. Tại một địa điểm hóa thạch ở Nebraska, đó chính xác là điều mà các nhà khoa học đã thực hiện. Và những bước chân đã dẫn họ theo dấu vết của những sinh vật sang tìm thực phẩm. Northwest Nebraska. Home to Toadstool Geological Phía tây bắc Nebraska, đường đến công viên địa chất Toadstool, một trong những điểm du lịch xa xôi tại nước Mỹ và một kho tàng cho bất cứ ai bị cuốn hút bởi quá khứ cổ xưa của cuộc sống. Okay, here's our heel pad. Được rồi, đây là gót chân, ngón chân, móng trung tâm. Sức chịu trọng lượng ở ngón giữa là nặng nhất. Điều đó tạo nên hình ảnh tê giác thật đẹp. 30 triệu năm trước đây, các loại đá rắn là những bờ suối bùn, nơi mà động vật di cư để lại dấu chân của chúng. Hiện vẫn còn lưu giữ trong đá ở Toadstool. Nhưng một khi chúng ta chà rửa sạch sẽ, đó là một con tê giác rất đẹp đẽ, trọng lượng án chừng 500 đến 700 cân Anh. Dave Nixon has spent over 25 years analyzing the fossilized animal tracks of Toadstool Park. Ông đổ nước trên các tảng đá lâu đời 30 triệu năm để làm cho chúng dễ nhận dạng hơn. Sau đó, ông có thể giải thích hành vi của động vật. Và nó đi với một tốc độ thận trọng không quá nhanh. Cho đến khi nó đến chỗ này, nó bắt đầu bị mắc kẹt trong bùn và thể hiện cảm xúc ở đây vì nó thực sự đã vùng vẫy. Trong đất ở đây và nó thoát ra khỏi bùn, nhưng nó lại nhảy vào một ràng buộc khác. Và chúng ta đang thấy ở nó sự hứng thú, nếu không phải sợ hãi. Và nếu bạn là một động vật ăn cỏ, sẽ có con vật nào đó muốn bạn biến thành bữa ăn trưa. Những tảng đá cho thấy một cái gì đó đã đi theo những con tê giác. Và những gì chúng ta có là một Enteleodon. Các
Các dấu vết của Enceladus tại công viên Touchstone cung cấp cho các chuyên gia như Dave Nixon một cơ hội tuyệt vời để hiểu được những sinh vật này có thể săn bắt như thế nào. Bởi vì 30 triệu năm trước, Enceladus không phải là động vật duy nhất theo sau những con tê giác. Và chúng ta có một tập hợp các động vật ăn thịt để lại dấu vết ở đây. Những vết này nhỏ hơn và có một số dấu vết móng vuốt ở bên trong. Và chúng tôi đã có giả thiết khác ở đây. Động vật ăn thịt có thể là một Hyaenodon. 30 triệu năm trước, Hyaenodon. Là một trong những loài ăn thịt hàng đầu tại Bắc Mỹ. Bộ hàm mạnh mẽ của nó có thể ấn xuống bất kỳ con mồi nào, sau đó những chiếc răng sắc như dao cạo của nó sẽ kết liễu. Nhưng nó cũng có đủ kiên nhẫn để theo dõi con mồi trên một đoạn đường dài. Các động vật ăn thịt đang theo dõi các động vật theo đàn đi qua đầu tiên và khá gần. Chúng muốn săn trực tiếp những con dễ tổn thương trong đàn. Thật bí ẩn, các dấu vết cũng tiết lộ rằng Enceladus đã cho phép các đối thủ cạnh tranh đến gần hơn với các con mồi. Chúng đang theo bầy chính, nhưng chúng không phải là gần về mặt thời gian. Tại sao một Enceladus đói đang trên đường đến với bữa ăn của nó lại cho một động vật ăn thịt khác tham gia vào chuyện giết chóc? Câu trả lời có thể nằm trong những chứng cứ đầy thách thức. Điều thú vị, những con tê giác đang đi theo cách đó, và Enceladus đang chạy từ một góc 45 độ so với đường đi của tê giác. Kiểu đi zigzag có vẻ như một tuyến đường lạ để đi nếu các Hyaenodon đã kết thúc con mồi. Nhưng một số chuyên gia tin rằng Enceladus có thể đã có một lý do rất tốt để đi theo đường zigzag. Một lý do tiết lộ bởi một bản scan. Khi nhà giải phẫu học Larry Whitmer mô hình hóa bề mặt bộ não của Enceladus, một chùm dây thần kinh đặc biệt lớn gây chú ý với ông. Kích thước của những thứ này ngay tại đây và những thứ chúng tiết lộ là dây thần kinh đang thực sự mang lại thông tin cảm giác từ mõm. Đây không phải là con chó săn, nhưng nó vẫn có một cảm giác rất đáng quan trọng đối với mùi, và bộ thiết bị nhận dạng mùi ở đây chắc chắn sẽ thích nghi để nhận dạng mùi của xác thối. Và điều đó có thể giải thích lý do tại sao những con Enceladon công viên Touchstone lại đi theo hình zigzag trong khi theo đuổi các con tê giác và Hyaenodon. Kiểu đi zigzag có thể đã giúp mũi của nó theo dõi mùi chết chóc. Nó tìm kiếm có cái gì đó ở đây hoặc là bạn đi xung quanh nó. Khi gió đưa mùi đến cho bạn, bạn có thể cơ bản kiểm tra và đi tìm nó. Vì vậy, nếu bạn đang cùng hướng gió, bạn sẽ bỏ lỡ mùi. Nhưng khi bạn ngược hướng gió, bạn có thể cảm nhận mùi gấp đôi. Con vật đặt mũi của nó trong luồng gió. Nó bắt mùi và sau đó nó sẽ bắt đầu đi theo hình zigzag từ một phía của bờ sông bên kia cho đến khi nó chọn được một mùi, và sau đó nó sẽ bắt đầu đi theo mùi đó. Và bằng cách di chuyển từ bên này sang bên kia, nó có thể nhận ra các thay đổi trong mùi đó và bắt đầu đi theo hướng nào mà nó muốn. Làm thế nào để chúng ta biết hành vi này của chúng? Bởi vì động vật có khả năng đánh hơi tốt làm điều đó ngày nay. Hành vi của động vật ăn thịt hiện đại có thể cung cấp đầu mối quan trọng về cách Enceladon sống. Không nghi ngờ gì nữa, cỗ xe tăng chiến đấu 30 triệu năm tuổi này được tạo hóa sinh ra để giết chóc. Nhưng có thể nó sẽ để con vật khác làm việc giết chết và sau đó chiếm hữu. Một trong những chiến lược chúng ta thường thấy xảy ra là một con vật sẽ đuổi theo một con vật khác để chiếm một xác chết. Chúng tôi thấy điều này tại vườn quốc gia Yellowstone, nơi sói hạ gục một con nai sừng tấm, và một con gấu sẽ xua đuổi những con chó sói vì nó lớn hơn, nó xấu tính hơn. Điều này có thể xảy ra với các Hyaenodon tại công viên Tost.
Những con Hyaenodon đã chạy theo và giết chết một con tê giác kiệt sức và đang ăn xác chết. Cho đến khi con lợn tham gia vào bữa tiệc. Những con thú có hàm dao cào đi từ động vật ăn thịt đáng sợ đến những con vật bị thua cuộc. Loài Hyaenodon có thể có vài cú đánh. Entelodon có những công cụ để lấy bất kỳ xác chết nào chúng muốn. Tôi không thể nghĩ ra bất kỳ động vật ăn thịt nào khác có thể xếp trên nó. Những chuyên gia lập luận rằng đây thực sự là bí ẩn của sinh vật thành công. Một Entelodon có thể săn, nhưng nó không nhất thiết là một kẻ săn mồi toàn phần. Thay vào đó, nó cho phép những kẻ săn mồi thực sự làm việc săn bắt và giết chết. Và sau đó, nó đã đánh cắp thành quả lao động của chúng. Trộm cắp thức ăn từ một Hyaenodon, thậm chí nếu nó có nghĩa là tham chiến với một Hyaenodon, có lẽ sẽ mất ít năng lượng hơn nhiều so với việc phải săn thức ăn và tự giết chết con mồi. Nếu tìm bới là lối sống của nó, thì cấu trúc sinh học phức tạp của Entelodon không nhìn rất lạ như thế. Entelodon had the eyes of a hunter, the nose of a scavenger, the front teeth of a meat-eating carnivore, and the back teeth of a plant-eating herbivore. Entelodon có đôi mắt của một thợ săn, mũi của kẻ nhặt rác, răng phía trước của một động vật ăn thịt, và các răng hàm của một động vật ăn cỏ, ăn thực vật. Nó có thể đã tiến hóa từ một con vật ăn cây cỏ thành một động vật ăn tạp, một sinh vật nào có thể ăn bất cứ điều gì đã có sẵn trong một thế giới thay đổi quá nhanh. Sự thành công của Entelodon được thử nghiệm tại một hành tinh. Trái đất trở nên lạnh lẽo hơn và cảnh quan thay đổi. Một số đối thủ ác liệt nhất của Entelodon không sống sót nổi. Nhưng lợn từ địa ngục đã thể hiện nó có thể chịu được thử thách của sự tiến hóa bằng cách trở nên lớn hơn. 25 triệu năm trước, Entelodon trị vì ở vị trí tối cao. Nó lang thang khắp các vùng đất cằn cỗi Bắc Mỹ, ăn tất cả mọi thứ, không sợ gì, ăn bất cứ loại thực phẩm nào chúng muốn. Walked the Badlands, and was one of the most ferocious animals that probably ever walked the earth. Không gì có thể ngăn chặn lợn địa ngục thống trị thế giới của chúng trong hàng triệu năm tiếp đó. Không có gì ngoại trừ hành tinh trái đất. 25 triệu năm trước, thời đại Miocene bắt đầu. Trái đất trở nên lạnh hơn nữa, và một lần nữa, Bắc Mỹ bắt đầu thay đổi. Xu hướng là khi khí hậu trở nên khô hạn, một môi trường khô cằn hơn tiếp tục xảy ra, và bạn thấy rừng trở nên thưa thớt, phân tán hơn, lác đác, giới hạn dọc theo con sông. Vì vậy, bạn đang nói về một môi trường đồng cỏ mở ra rất giống với những gì chúng ta nghĩ về các đồng bằng lớn ngày hôm nay. The fossil record reveals các mẫu hóa thạch cho thấy thức ăn thực vật lớn nên khan hiếm hơn, tuyệt chủng hàng loạt đã bắt đầu. Sự sống còn phụ thuộc vào việc di chuyển rất xa để tìm cái ăn. Một trong những yếu tố chọn lọc mà chúng ta thấy đang diễn ra là động vật trở nên lớn hơn để cho phép chúng có thể di chuyển trong khoảng cách rộng hơn để tìm nguồn thức ăn mà chúng cần để tồn tại. Và điều đó có nghĩa rằng động vật ăn thịt đã phải đối mặt với một vấn đề sống hay chết. Hiện tại, các loài động vật bị săn đuổi đều to hơn, nhanh hơn và khó khăn hơn nhiều để tiêu diệt. Nó giống như một cuộc chạy đua vũ trang. Nếu con mồi trở nên lớn hơn nhiều, chúng trở nên quá lớn đối với loài ăn thịt để hạ gục. Và do đó, các động vật ăn thịt có thể cũng phải lớn hơn để có thể ăn được những con mồi lớn. Một số động vật ăn thịt như Hyaenodon không thể đáp ứng các thách thức. Sau 10 triệu năm tồn tại như động vật săn mồi đỉnh cao ở Bắc Mỹ, nó đã biến mất theo như các mẫu hóa thạch.
When the predator is gone, the scavenger is now in danger. The scavenger now needs to adjust its lifestyle. And if the scavenger isn't very flexible, điều này đặt Enteladon vào sự sống còn. Khi các động vật ăn thịt đã biến mất, những con vật cướp xác chết lại gặp nguy hiểm. Những kẻ cướp bây giờ cần phải điều chỉnh lối sống của mình. Và nếu xác thối không phải dễ tìm như trước, nó hẳn đã có một thời gian khó khăn. Và trong thực tế, loài được gọi là lợn từ địa ngục đã không còn nữa, theo như dấu vết các hóa thạch tại cùng một thời điểm. Nhưng loài này không biến mất. Enteladon tiến hóa để cai trị vùng đồng bằng Bắc Mỹ với một sự trả thù. Loài lợn này đã không bị tuyệt chủng, nó trở nên siêu cỡ. Phiên bản mới này đứng cao hơn 2 mét và gấp 4 đến 5 lần kích thước của loài tiền nhiệm của nó. Nó vẫn có một thân hình như xe tăng chiến đấu và đôi chân chạy nước rút. Hộp sọ và hàm của nó bây giờ thậm chí có kích thước lớn và đáng sợ hơn. Nó đã lớn hơn một con bò rừng hiện đại. Các chuyên gia gọi nó là Dinohis, cái tên có nghĩa là con lợn khủng khiếp. Đủ khủng khiếp để kiếm được một biệt danh của riêng nó. Lợn hủy diệt. Dinohis, nó là con quái vật trong những con quái vật. Đây là bạo thú của những bạo thú. Hộp sọ nó dài gần 1 mét. Nó có thể cắn xuyên qua bất cứ điều gì. Răng nanh mọc xung quanh. Chúng chỉ là một con vật khổng lồ. Và những gì nó đang làm là gì? Câu trả lời nằm ở Agate Springs, Nebraska, một trong số ít nơi ở Bắc Mỹ hóa thạch Dinohis được tìm thấy. 24 triệu năm trước, nơi đây có một hố có nước, một ốc đảo giữa biển cỏ khô cằn. Hàng trăm loài động vật, nhiều trong số đó là tê giác, tụ tập ở đây để uống nước. Và hành tinh lạnh và khô giết chết đất nguồn cung cấp thực phẩm của chúng. Chúng đến đây để chết, làm cho Agate Spring trở thành một thiên đường cho những kẻ săn mồi và một ám ảnh yêu thích của lợn hủy diệt. Con vật này đã ăn thịt các loài động vật lớn. Chúng tôi nghĩ rằng nó đã chuyên ăn thịt tê giác lớn sống vào thời điểm đó, loài Calicatheris tại Agate Springs. Đây là một xương chân của một Calicatheris, và trong đó chúng tôi phát hiện một loạt các vết cắn do một trong hai, kẻ thù hoặc xác thối. Các răng tiền hàm Enteladon, một trong những răng bạn tìm thấy chỉ sau họ chó, xuất hiện để khớp với các lỗ cắn rất vừa vặn. Khi hàm cắn vào một số động vật có vú lớn nhất thời đại Miocene, Dinohis nhai dễ hơn thịt. Nhưng phần quan trọng của cái xương này là kết thúc ở đây, nơi nó được chia ra. Con vật cắn xuyên qua xương, xén lông nó đi và sau đó đã ăn vào phần tủy bổ dưỡng bên trong. Tủy xương là một trong những thứ bổ dưỡng nhất mà một con vật có thể ăn. Và trong những lúc thú tuyệt chủng hàng loạt, nó sẽ là một nguồn chính của chất dinh dưỡng. Sự thay đổi khí hậu Miocene giết chết hàng ngàn loài vật. Một chế độ ăn uống từ tủy xương có thể cho phép con lợn hủy diệt phát triển mạnh. Các xương dài chứa tủy đó vẫn tốt trong nhiều năm sau khi một con vật chết đi. Vì vậy, nó như là chất béo đóng hộp có sẵn trong một đợt hạn hán. Vì vậy, những con lợn vẫn có thể tìm thức ăn sau khi một con lợn lớn chết đi, ngay cả khi nó chỉ còn bộ xương. Lợn hủy diệt là đỉnh cao của sự tiến hóa của Enteladon. Con thú này đạt siêu kích thước để tồn tại trong những thách thức của thời đại Miocene. Và nó gần như thành công, nhưng không hoàn toàn. Bởi vì trong thế giới mới này, sự tồn tại cuối cùng sẽ phụ thuộc vào một kỹ năng được thiết lập mà thậm chí những con lợn hủy diệt cũng không sở hữu. 20 triệu năm trước, một con quái vật ăn thịt mới du nhập đến Bắc Mỹ. Con chó gấu. Kỷ nguyên Miocene 20 triệu năm trước, trong vùng đất bây giờ về phía tây bắc Nebraska, loài Dinohis, lợn Terminator, bị hạ gục để ăn thịt.
Những cơ hội đang tốt bỗng nhiên bữa ăn của nó bị gián đoạn. Với kích thước khổng lồ của nó có thể xử lý dù là bất kỳ mối đe dọa nào cho bữa ăn của nó, ngoại trừ một mối đe dọa nó chưa bao giờ thấy trước đây, còn chó gấu. Một con vật mới gần đây đến từ châu Á, con thú mang rợ, nghiền nát xương, chưa từng thua bất kỳ cuộc chiến nào. Chó gấu đã di cư từ quê hương của mình tại Trung Quốc và Mông Cổ qua eo biển Bering đến Bắc Mỹ khoảng 23 triệu năm trước đây. Chỉ trong khoảng thời gian mà động vật ăn thịt hàng đầu Bắc Mỹ Hyaenodon đột ngột biến mất. Các nhà khoa học nghi ngờ rằng nó không phải là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Certainly were probably much better predators in lots of ways compared to Hyaenodon. And so it's a reasonable expectation that they probably drove the last of Hyaenodon to extinction in North America. With Hyaenodons gone from North America, với Hyaenodon đến từ Bắc Mỹ, chó gấu đối mặt với sự cạnh tranh duy nhất còn lại của chúng, những con lợn hủy diệt. Dinohus dựa trên kích thước khổng lồ của mình và cái hàm giết chóc, hai lợi thế tổ tiên của nó đã từng triển khai chống lại Hyaenodon. Nhưng chó gấu phản công với vũ khí tiến hóa mới. Vũ khí đầu tiên của nó là tốc độ. Với rất nhiều cơ bắp, cơ thể với cái đầu nặng, Dinohus có thể là một á quân về độ nhanh trong thời gian rất ngắn. Nhưng trên các cánh đồng rộng lớn, kết cấu sinh học của con chó gấu là hoàn toàn thích hợp cho việc theo đuổi con mồi trên đường dài mà đã trở nên khó khăn hơn nhiều để bắt. Khi bạn nhìn vào bộ xương của con vật này, đó là một con thú chạy nhanh hơn những động vật phức tạp. Chúng ta thấy được những đôi chân dài trong cơ thể những con ngựa, chân dài hơn trong những con lạc đà. Vì vậy, nếu chạy đè lên con mồi, động vật này sẽ có một lợi thế. Vũ khí tiếp theo của nó là răng. Entelodon ăn tốt vì hàm và răng của chúng có thể xé thịt và nghiền nát xương để lấy tủy rất bổ dưỡng. Nhưng chó gấu có thể làm những điều này không chỉ tốt, trong thực tế thậm chí còn tốt hơn. It's a great animal at biting bone, eating bone, crushing it. And it also has a set of teeth that are sharper than any entelodonts. Entelodonts, for example, wear the tips of their huge canines off, and they're not actually very good for puncturing, probably because I spent so much time crushing bone with them. This animal never does that. Its canine teeth are always much sharper. It also has better slashing teeth in its jaw than any entelodont had. So in many ways, như vậy, bằng nhiều cách, nó đã làm một công việc tốt hơn Entelodon đối với những gì Entelodon đã làm được. Những con chó gấu có thể chạy nhanh hơn và vượt lợn hủy diệt. Và chúng có một vũ khí thứ ba Entelodon chưa bao giờ sở hữu. Sức mạnh giết chóc chưa bao giờ tiến hóa trên trái đất. Chó gấu thực sự đã có bộ não tiên tiến hơn nhiều. Bộ não đã tiến triển đến gần như những gì chúng ta thấy ở động vật hiện đại. Vì vậy mà những Entelodon với bộ não tương đối cổ xưa, đơn giản, thoáng mịn, những con chó gấu này thực sự có một vỏ não được đánh giá cao hơn gấp nhiều lần. Đây là những loài động vật phức tạp hơn. Thay vì phát triển não, Entelodon đã phản ứng với những thách thức của kỷ nguyên Miocene bởi siêu kích thước nhắm vào loài Dinohus. Trong gần 20 triệu năm, chúng đã cai trị thế giới của họ bởi sức mạnh vũ lực. Nhưng không nhiều, từ đó về sau, não chứ không phải bắp thịt sẽ quyết định kẻ chiến thắng và bên thua trận của tự nhiên để tồn tại. Thế giới động vật có vú đã hoàn toàn bị cuốn vào cuộc đua này bằng vũ khí hệ thần kinh, mà chạy đua vũ trang đã bắt đầu diễn ra và những Entelodon dường như đã không tham gia trong đó. Có thể chuyện đó đã thực sự đặt các động vật vào thế bất lợi. Đây là một loài động vật gần như chắc chắn đã được thúc đẩy chủ yếu bởi bản năng với phản ứng rập khuôn. Nó không phải là một con vật thông minh. This was not a clever animal.
Trong chiến đấu, Dinohuit sẽ là lớn hơn và mạnh mẽ hơn, nhưng sức mạnh của não có thể đã cho chó gấu những lợi thế quyết định. Ngày nay, những kẻ ăn thịt thông minh như chó sói thường có kích thước nhỏ hơn, chúng tập trung vào kế hoạch tác chiến nhiều hơn. Chó gấu có thể đã đi theo chiến lược ngược lại với Dinohuit. Rất khó khăn cho Dinohuit để cạnh tranh với những con chó gấu. Với một bầy chó gấu, thậm chí một con Dinohuit lớn sẽ mất một thời gian rất khó khăn mới thoát khỏi bị giết chết. Những con vật nhỏ hơn, ít mạnh mẽ, nhưng thông minh hơn có khả năng giết Dinohuit. Chúng thực sự có thể đã sử dụng các loại kỹ thuật khác nhau, lừa Dinohuit để dẫn dụ nó, hoặc thậm chí thực sự đưa Dinohuit vào trong cuộc chiến đấu thực tế. Và vì vậy, đây là một động vật cao cấp hơn với răng của nó, tốc độ của nó, với kích thước cơ thể tổng thể và đặc biệt là về trí thông minh. Con vật này có một bộ não lớn hơn nhiều so với kích thước cơ thể của nó, so với bất kỳ Entelodon nào. Within a few million years, after bear dogs arrived in loài động vật này bị Entelodon đánh bại trong hầu hết mọi cách bạn có thể nghĩ đến. Its favorite food, the Calicothea, was also extinct. Trong vòng vài triệu năm sau khi con chó gấu đến Bắc Mỹ, chúng đã đẩy lùi Dinohuit. The Terminator pig was forced to compete directly with bear dogs. Thức ăn ưa thích của nó là Chalicothearida cũng đã tuyệt chủng, mà không có bữa ăn này để duy trì số lượng lớn đồ sộ của mình. Con lợn hủy diệt đã buộc phải cạnh tranh trực tiếp với những con chó gấu để giành con mồi nhỏ hơn và nguồn thức ăn ít ỏi không đủ. Kích thước siêu cỡ đó đã từng đảm bảo cho thành công, giờ đây là một lỗ hổng chết người. Nó cuối cùng đã đến điểm mà nó không còn thuận lợi để tiếp tục phát triển cơ thể lớn hơn. Bởi vì khi bạn đạt đến một điểm giảm với lượng thức ăn mà bạn có được bằng cách giành giật từ các động vật khác, sẽ không bù đắp được cho nhu cầu của bạn để duy trì số lượng. Vì vậy, nếu con mồi của bạn tuyệt chủng, bạn biết là bạn đang có khả năng bị tuyệt chủng theo. Chỉ cần lớn xác thì không phải là một ý tưởng tốt cho tương lai. Bất chấp sự sụp đổ nhanh chóng, Entelodon là một thành công tiến hóa. Nó thống trị môi trường trong gần 20 triệu năm. Nó có khả năng và trí thông minh để có thể săn bắt, đào bới hoặc ăn thức ăn gia súc, cho phép nó tồn tại trên bất kỳ nguồn thức ăn có sẵn nào. Hành vi này hiện nay là tiêu chuẩn đối với động vật ăn tạp hiện đại hơn như gấu và cả con người. Và một số suy nghĩ về bản năng săn mồi của Entelodon vẫn còn sống mãi. Khi tôi còn là một đứa trẻ lớn lên ở một trang trại, tôi đã luôn luôn được cảnh báo không được rơi xuống chuồng lợn, chúng sẽ ăn tôi. Nhưng di sản sống của Entelodon không phải là những gì đã mê hoặc các chuyên gia. Khoa học làm sáng tỏ những bí mật của nó. Không có con gì khác giống như nó đã từng lang thang trên mặt đất. Tất cả chúng ta đều biết sinh vật kỳ lạ nhất này, con thú răng.